hàng chục con heo đã bị chết. Hàng chục con khác bị thương sau vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều 11 tháng 7 tại một chuồng heo trên đường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều 11 tháng 7, nhiều người dân nhìn thấy cục khói đen và lửa bốc lên từ một chuồng heo nằm trong hẻm nhỏ trên đường Tam Bình, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, nên hô hoán nhau dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 9 đã điều động 6 xe chữa cháy cùng 48 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa. Ít phút sau, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, nhưng vụ cháy đã làm hàng chục con heo trong chuồng bị chết và bị phỏng nặng. Bước đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện.